Bên này là của bác nào không biết? À, cũng của trường. 3 triệu. Hai lá to. Này đi hai xe sao nhỉ? Đấy, thấy bảo 6 triệu kia. Này đi hai xe hả anh? Bên này. Hai xe máy là đi được ngay không? Hai xe máy là cái cây để bên này. Cái này của Duy. À, à đây. Cái đơn này của mình bỏ ra. Đấy. Đấy. Duy Sơn Tây. Chả thấy gì bán gì, hay là ngồi đâu mình chẳng biết, nhưng mà chắc có khách thì mới ra. Xì này cho ăn khuya, cho ăn mà như thế này nhanh, lộc lá nó tốt như này. Đấy, cây xanh thì tán tay đẹp quá mà chẳng biết có bệ không, mùi nặng lắm. Thôi tí nữa trèo lên xem sau. Dưới bim bim của Dũng này, bim bim của Dũng này. Đấy, ra đây nhặt những cái đồ này về trồng là hay. Đâu rồi, Dũng đi đâu rồi không biết. Không bán hàng đâu. Đấy, bán như lợn con, bim bim, như bán bim bim. Đâu rồi, chủ đâu rồi, chả chạy đi đâu hết rồi. Nó ở lanh quanh mấy trăm cây. Bao nhiêu người xem mà chả thấy. Đây có cây to kìa anh. Vâng. Đấy, trồng lên những cái chậu nhỏ nhỏ, trông thật đẹp à. Hay lắm. Đem lên văn phòng để cứ mỗi ngày nó nhìn thấy nó lớn, nó nhú lộc tí là vui rồi. Đấy, không cần cầu kỳ quá mà nó không đắt. Cứ mua cái thế cái thiết về đầu đầu. Đấy, ví dụ cái này cho lên cái chậu Nhật hay chậu tàu nhỏ xinh ấy, nó lên giá ngay. Để sang chỗ khu vực tiếp theo. Đấy, nhiều tiền đấy. Chụp cảnh mình bán được, như uống cái gì ở cái mỏ cả những cây rắn đấy. Đấy, năm điền đấy. Bao nhiêu tiền ạ? 3 triệu. 3 triệu. Kém ít 2 triệu hàng bán. À đấy. Thế thì gốc 5 điền đấy. À đây đấy nhỉ. Điền điền. Trực quyết nhận. Trực quanh. Bao tiền cái này? Đây 2 triệu rưỡi đi bạn. 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Gốc xịn của nó chứ. Mùa đề đỏ này. Đề đỏ thì bao nhiêu? Đề đỏ 800. 800. Đấy kìa 500. 500. Đấy. Đề đỏ không phải đưa trắng đâu. Đúng rồi. Điện thật mình để mẹ cái này mình mà làm. Có chỗ để nó đâu? Cái này đúng rồi, trong chậu nhỏ này. Chứ có anh thì phải. Giờ người không có chỗ đâu mà. Mẹ cái mỏ giấy đấy. Quả thằng. Giấy của ai đấy? Của cái thằng Vĩnh Phúc. Mua rồi, mua rồi. Chưa nó bán. À, dạ, bán bao tiền cây?
nó bảo chỗ anh em nó để cho lại nó 5 triệu. 5 triệu một cây á? Đôi cái họ nó đòi 5 triệu, chuẩn 5 triệu. Thế thì chắc khó. Có 3 triệu, 3 triệu rưỡi nó múc. Đấy, mình có công mình trở về. Ồ, vô. Đẹp thì đẹp nhưng mà nó có dễ trở mấy cái này nữa. Đấy, của Vĩnh Phúc ấy. Người ta. À, nó được nữa, đang được sầu. Được 2 cây. Được đấy. Tôi bán đi chữ mẹ về mẹ nhà. Cái kia cũng của nhà mình nhá. Ờ, cái của đấy. 3 tiền cái đấy. Quả kia cái là ngồi cơ. Chân lập. Ở đây của mình cái này thôi. Đấy. Dưới này quái ghê đấy nhỉ. Ờ đấy, muốn cái dưới đấy. Dưới nhìn như con voi, như con gì. Như con dúi. Đẹp như. Cái này chắc đắt. Cái này tờ 750 thôi mà. Bán ra hàng 50. Đấy. Đấy. Rồi là cứ đưa 750 xong cứ đưa lại 50. Ờ, bán nữa hàng rồi phải giá. Vừa bán cái linh sản 60 triệu. Vừa nãy đây thì cây đẹp nhất thì bán rồi thì của đấy thì người bán được người quen rồi tách xuất, ông người tách xuất thì những được chứ, bán được cây xanh rồi ông vừa để lại bán giữ khách nhỉ. Cuối điều giả chỉ 120 bán rồi ông muốn ngược lại giải trí quen ông thì để ông 1 triệu. Rồi, tốt quá. Để thôi được rồi, được chưa, là ổn rồi. Quay bên đường tuổi cả chậu nhé. Đây để bày hơi thấp nên là rất nhiều lợn con. Không biết lý vào đâu bây giờ. Đấy. Bán cây hay bán chậu đây? Tất. Tất này. Cái này bao tiền anh? Cái này nó ở trên chậu rồi chứ nhỉ? Ừ, đúng chậu ra. Hay đấy nhỉ? Đấy, ông nào chơi để văn phòng tuyệt vời. Nhà có con đẹp mà. Để bàn làm việc. Thi thoảng tỉa tỉa tí. Cổ thụ thu nhỏ. Cây kia bao nhiêu anh? Cây là 3 triệu. 3 triệu. Đấy. Xì kia ta chuột. Đó. Rẻ, đẹp. Chơi quá tuyệt vời. Cổ thụ. Cổ thụ có chân trà cẳng đầy đủ hết. Đấy. Hàng gọi là hàng nắm cơm. Đây. Được đấy, cái này được. Cái này sạch sẽ. Tay chuột. Tay chuột đẹp đấy. Sạch cây đấy. Vui vui rồi. Được. Đấy, có cây 2 cây xi hay. Cứ xem lục người là khoái. Nắng nót lắm. Nắng nót lắm. Đánh đục đấy. Là nắng nắm nó lắm. Ờ, len lỏi vào đây phát. Đông người nắm lắm. Anh đi đục cái này nó chết nó không. Nhiều khán giả quá chẳng nhìn thấy gì. Quay quanh rồi, ai mới được, thế là mình chậm thôi, lấy được, lòng heo, lấy này nó không có gốc cây.
sần sật. Công bao nhiêu nói luôn đi. Ngọt như đục chuối. Cho sách vào lấy ông để nó bánh chét cho tao cây tao kén chín rồi rồi này cây giờ cả chặt được chuyện ông đục quòng lòi ra đập bao đáng chết rồi. Xem cái cây ông nào bên này. Đấy. Này thì nhiều tiền rồi. Này thì nhiều tiền rồi. Tôi thích con này đấy. Đấy, con này ổn đấy. Hàng chất lượng cao đấy. Hàng chất lượng cao đây. Chả mấy mà lành như chỗ này. Đẹp, cái này đẹp. Ván gấp rất hay. Ok, để sang chỗ kia các bạn.